Việc trời mưa trong đám tang, điểm báo tốt hay xấu? Thưa quý vị, ngày còn sống ở quê phía bà nội, mỗi khi trong xóm có đám tang là bà tôi hay nhìn xem trời có mưa hay không để đoán biết nhà người đó có gặp thêm những điều xui xẻo gì khác hay không. Bởi người dân quê tôi ngày đó hay quan niệm rằng lúc đưa quan tài sang ngõ và lúc hạ huyệt mà trời đổ mưa một chút thì chứng tỏ linh hồn của người mất đã siêu thoát, không vương vấn cõi trần. Và sau này, những người thân của người mất sẽ gặp rất nhiều may mắn. Tuy nhiên, khi tôi lớn lên, có điều kiện đi xa, thì lại thấy người dân ở nơi khác lại có quan niệm ngược lại. Tức là trời mưa, mà mưa trong đám tang, thì xui càng thêm xui. Điều này khiến bản thân tôi cảm thấy hoang mang, không biết đâu mới là quan niệm đúng nữa. Tôi cố công tìm các tài liệu từ cổ nhân để diễn giải điều này. Và thật may là đã có câu trả lời cho mình. Vậy còn các bạn nghĩ đám tang mà gặp trời mưa thì đó là điểm báo tốt hay xấu? Mời các bạn theo dõi nội dung hôm nay của Phú Quý Tài Lộc. Tôi sẽ chia sẻ thêm một số thông tin thú vị liên quan tới chuyện này tới các bạn nhé. Vâng, các bạn thân mến, trong thế giới vô hình của người âm, có những chuyện mà người trần mắt thịt chúng ta rất khó nhận biết, nên việc trời mưa khi có người mất sẽ có nhiều dự cảm tốt xấu khác nhau, và điều này tương ứng với từng thời điểm. Đầu tiên, mưa trước đám tang. Trước đám tang được hiểu là người mất chưa được khâm liệm đưa vào trong hòm gỗ, và trong phong thủy thì vũ xối linh, tức là mưa phủ linh hồn người mất, dùng để chỉ hiện tượng trời mưa trước đám tang. Lúc này sẽ có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Chẳng hạn như, có người cho hay vì linh hồn người mất chưa muốn thoát lìa khỏi xác nên làm cho trời mưa gió để tự níu chân mình ở lại. Nhưng cũng có quan điểm lại nói vì người mất có nhiều công trạng hiển danh nên sự ra đi của người đó đã khiến trời đất phải cảm động mà đổ mưa, tiễn biệt. Cũng có khi lại có người nói vì người mất còn nhiều oan khuất nên trời tuôn mưa để cảm thương. Tuy nhiên, theo quan điểm khoa học hiện nay của chúng ta, trời mưa trong đám tang thực chất là một hiện tượng tự nhiên mang tính khách quan và không bị ảnh hưởng bởi ý chí con người. Do đó, mà mưa trước lúc khâm liệm có ý tốt hay xấu cũng phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người bạn nhé. Thứ hai, là mưa trong lúc đám tang diễn ra. Đây là giai đoạn được tính từ khi người mất đã đưa vào trong hòm gỗ đến lúc hạ huyệt, hoặc như một số nơi là đưa vào lò hỏa táng. Và đa số các quan niệm cho rằng trong giai đoạn này mà có mưa thì đây là một điều không may mắn. Nhưng tại sao nhiều vùng lại coi mưa trong ngày tang lễ là tai họa? Điều này rất không may. Người xưa cho rằng khi đưa tang nếu như gặp phải trời mưa, mưa lại rơi xuống trúng quan tài thì đây là một điểm báo không tốt. Dấu hiệu cho thấy người thân của người đã mất sẽ gặp chuyện xui xẻo. Cuộc đời từ đó trở về sau rơi vào cảnh cùng quẫn, nghèo khổ. Dân gian cũng cho rằng trong quá trình tổ chức tang lễ, nếu trời đổ cơn mưa thì tức là người xưa vẫn còn lưu luyến, tiếc nuối trần gian chưa muốn đi. Mưa rơi ướt quan tài khiến khung cảnh càng trở nên u sầu, đau lòng, buồn tủi cho cả người ở lại lẫn người ra đi. Bởi thế mà người xưa mới nói mưa rơi quan tài đời đời không may là như thế. Tuy nhiên, điều này lại còn phụ thuộc vào thời điểm mưa rơi nữa, các bạn ạ. Chẳng hạn, nếu như mưa trút xuống huyệt mộ, chẳng những gây khó khăn trong quá trình hạ quan tài xuống huyệt, mà còn là điểm báo hậu thế nghèo khó, gặp nhiều trắc trở. Hoặc là mưa trút trên đường đưa tang thì được coi là điểm báo tốt lành, mang tới phú quý, sang giàu cho hậu thế, bạn nhé. Thứ ba là mưa sau đám tang. Thời điểm này là quan tài đã được an táng và mộ phần đã được xây hoặc đắp đất tinh tươm. Và lúc này, nếu có mưa thì được cho là một tín hiệu giàu sang cực độ. Điều đó cũng ứng với câu nói, mưa rơi xuống mộ kiếp kiếp giàu sang mà người dân bên Trung Quốc hay nói với nhau. Vế nói này ẩn chứa ý nghĩa rằng nếu sau khi mai táng mà trời đổ cơn mưa, cũng như hạt mưa rơi xuống mộ, thì đó chính là những giọt nước mắt cảm động của ông trời. Ông trời sẽ phù hộ cho gia chủ của người đã khuất gặp được nhiều điều may mắn, hạnh phúc, phú quý, giàu sang. Đồng thời,
mưa rơi khi đã lo liệu xong việc chôn cất, cũng như thể giọt nước mắt của người đã khuất. Đây không phải giọt nước mắt của sự nuối tiếc nữa, mà là giọt nước mắt cảm động vì lòng hiếu thảo mà con cháu, người thân đã dành cho mình. Ở thế giới bên kia, người đã mất sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho những người còn sống. Như vậy, có thể thấy, việc người mất mà gặp trời mưa thì quan niệm mỗi nơi mỗi khác thường không đồng nhất. Nhưng tựu chung đều có cùng một quan điểm khi mọi người cho rằng sự ra đi của một người đã thấu tận cao xanh, nên ông trời mới đổ mưa để đưa tiễn. Âu cũng là sự an ủi phần nào với người còn lại ở dương thế, đang phải gánh chịu nỗi đau quá lớn khi vừa mất người thân. Và bạn có muốn bản thân mình lúc mất đi cũng được đất trời cảm động và người thân xót thương như thế hay không? Hãy lắng nghe những lời Phật dạy sau đây để sống là một người lương thiện, tử tế, đến lúc chết thì mình cười, mọi người sẽ khóc, bạn nhé. Thứ nhất là hóa giải hận thù. Đức Phật có nói rằng, những kẻ đang nuôi thù hận với bạn thực ra đang giúp bạn giải thoát khỏi những tội lỗi bạn đã gây ra trong quá khứ, miễn là bạn biết thể hiện sự bình tĩnh và thấu hiểu. Lối sống lương thiện là phương pháp tốt nhất để giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống. Sống lương thiện không chỉ dễ dàng nhất mà cũng là khó nhất. Người lương thiện có thể thiệt thòi nhưng cũng được hưởng nhiều phúc lành nhất. Phật cũng chỉ dạy việc quan trọng nhất trong việc làm người là có tâm. Một tâm không chỉ quan tâm đến bản thân mà còn đối với mọi người xung quanh. Khi ai đó đến với ranh giới của họ, không nên áp đặt. Khi họ nhận ra sai lầm, không nên lên án. Và khi họ nhận ra lỗi lầm, hãy cho họ cơ hội để chuộc lỗi và sửa chữa. Đó cũng chính là cách làm của một người lương thiện đó, các bạn ạ. Thứ hai, là luôn làm việc thiện trong mọi khả năng. Đừng đợi đến khi giàu mới đi làm từ thiện, mới đi cứu giúp người khó khăn. Mà việc này bạn có thể thực hiện ngay cả khi bản thân đang khốn khó. Bởi làm từ thiện đâu có nghĩa là mang tiền bạc, của cải, quần áo để đi chia sẻ với người nghèo đâu. Bạn có thể chia sẻ kiến thức, chia sẻ tình thương yêu, chia sẻ một câu nói cảm động nào đó với người khác, thì đây cũng đều là những việc làm thể hiện trái tim thiện lương của bạn rồi đấy. Nếu một người đã trải qua cảm giác nghèo khổ mà vẫn tỏ ra ích kỷ, không có lòng từ bi và không giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn mình, thì cuộc sống của họ sẽ không bao giờ thay đổi được vận may và cải thiện số mệnh đâu, bạn nhé. Đến khi nằm xuống, có người thì người đời còn mỉa mai, hả hê nữa là khác. Thứ ba là tu khẩu. Lời Phật dạy về khẩu nghiệp đã chỉ ra rằng lời nói có tính sát thương cao, vinh hoa phú quý cũng sẽ mất dần nếu phạm phải khẩu nghiệp. Có một người có khả năng tranh biện và anh ta thường thắng trong các cuộc tranh biện. Lúc đó anh ta nghĩ rằng đó là tài năng của anh ta. Anh ta không suy nghĩ một cách cẩn thận về mối quan hệ giữa tranh biện và vấn đề phân biệt thiện ác. Sau này, anh ta gặp một số người tu luyện, những người nhẫn nhịn không tranh biện và có một cảnh giới tư tưởng khác biệt. Lúc ấy anh ta mới nhận ra sự khác biệt to lớn giữa hai loại người. Để tu khẩu, đầu tiên phải chú ý trong lời nói là tránh không nói những điều to tát và nói khoác lác. Không nên chỉ trích người khác, lấy thiện đãi người gặp điều không hay thì nhẫn nhịn không tranh biện. Đây là những điều mà bậc chính nhân quân tử làm. Cuối cùng là nên nói ít làm nhiều thì sẽ tránh được khẩu nghiệp. Thứ tư là không dồn ép người khác vào đường cùng. Theo lời Phật dạy thì điều quan trọng nhất trong việc trở thành một người có tâm, tâm hồn đó không chỉ quan tâm đến bản thân mình mà còn đối với những người xung quanh. Người gặp khó khăn và bước vào đường cùng, không nên áp đặt, không nên phê phán những sai lầm của người khác và cũng không nên trách móc khi nhận ra lỗi lầm. Trong thế giới rộng lớn này, hãy cho người khác một cơ hội để sửa lỗi, cải thiện. Bởi đó cũng chính là hành động của một người lương thiện. Mỗi người đều đối mặt với khó khăn riêng trong cuộc sống. Không phải ai cũng mong muốn thoát khỏi khổ đau. Nhưng điều quan trọng là có sự cảm thông từ người khác. Lời nói có thể hay nhưng không nhất thiết là đẹp. Và lời nói thẳng có thể không phải lúc nào cũng là tốt. Và việc quyết liệt không phải lúc nào cũng là đúng đắn đâu, bạn nhé. Hãy chừa cho người khác một đường lui,
đó cũng là đường lui của mình nếu lỡ may này xa cơ, lỡ vận. Đặc biệt là lúc ra đi, bạn sẽ được người khác nhớ tới và thành tâm thắp một nén tâm nhang tiễn biệt. Và đó là toàn bộ thông tin liên quan đến việc trời mưa trong đám tang là điềm báo xấu hay tốt và những việc nên làm trong đời để hướng tới giá trị lương thiện, tử tế khi sống làm người. Có như thế thì lúc ra đi, không chỉ đất trời cảm động khóc thương mà ai nấy cũng đều xót xa thương cảm nữa, bạn nhé. Như câu nói của cổ nhân, sống sao mà lúc mình sinh ra, mình khóc mọi người cười, lúc chết đi thì mình cười mọi người sẽ khóc. Đó mới là điều quan trọng, bạn ạ. Và đến đây thì nội dung của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những chương trình tiếp theo. Thank you.